Xuất phát từ cái sự yêu thích cái vẻ đẹp của hoa, mình thích hoa, giống như là từ nhỏ mình đã thích những cái loại hoa, nó có thể lưu sâu trong cái tiềm thức của mình, là những cái chi tiết nhỏ như là từng cái cánh, cái nhụy. Có thể là từ lúc đó mình chưa có định hướng cái đam mê của mình. Khi mà mình bắt gặp được cái bộ môn này, mình đang làm công việc khác, mình có thể bỏ hết công việc đó để mình qua cái bộ môn này. Mà khi càng làm, mình càng nghiên cứu, mình càng phát hiện ra là khả năng đó là mình nhớ rất là rõ những cái chi tiết hoa. Cái khó khăn mà thời điểm mà mình bắt đầu đó chính là cái đầu ra. Khi mà mình làm một cái bộ môn nó mới mẻ thì cái thị trường nó chưa có nhiều, và cái đối tượng mà mình tiếp cận giống như khách hàng thì nó rất là cực kỳ khó. Không bao nhiêu người có thể bỏ ra mấy triệu để mua một cái chậu hoa và để sống theo, để đam mê theo cái nghề của mình á. Thì mình trăn trở rất là nhiều, và sau một cái thời gian dài thì bắt đầu mình có tay nghề và mình tiếp xúc với nhiều đối tượng hơn, đa dạng hơn, thì những cái dòng hàng nó sẽ nâng cấp từ từ, cái tay nghề mình sẽ nâng cấp từ từ, và cái độ mà giống như là cái độ tinh xảo nó nhiều, và nó tiếp xúc với lại nhiều người hơn nữa. Từ từ những cái đối tượng mà ban đầu mình làm, họ giới thiệu người này người kia, thì nó sẽ lên một cái dòng hàng khác cao cấp hơn, và nó đòi hỏi nhiều chi tiết và kỹ thuật hơn. Có thể nói là nếu mà gắn bó cái nghề này á, có thể là nó là đam mê của mình về cái ngành hoa và cái niềm tin của mình vào cái ngành hoa. Mình quan điểm đó là cái nghề nếu mà càng đi lâu á, nó sẽ thành một người thợ lâu năm, và nó có những cái kiến thức nó sẽ giúp mình hoàn thiện hơn về những sản phẩm của mình. Có thể nói là cái làm cái nghề hoa đúc này á, nó cực và nó hơi nhàm chán, không bao nhiêu người theo đuổi nó. Những cái sản phẩm của mình làm á, có một điều đặc biệt như thế này là những cái dòng hàng đất sét, thì khi mình làm á, bước đầu nó sẽ có độ tươi mới ban đầu, và cái màu sắc thì mình sẽ đánh tươi hơn, và theo thời gian thì những cái màu sắc màu dầu nó sẽ thấm vô đất và nó ăn vào trong cái đất, thì nó sẽ tạo hiệu ứng là nó hòa quyện vào cái tính chất đất luôn, và cái màu sắc ban đầu nó sẽ nhạt theo thời gian, nhưng mà đồng thời nó làm cho cái bông hoa nó thật. Thời gian càng lâu cái bông hoa nó càng thật, tại vì nó đã hòa quyện với nhau rồi. Cái mong muốn của cái nghề này á, là mình sẽ đào tạo ra một cái lớp trẻ thực sự yêu nghề, cái nghề nó được công nhận cái nghề và phát triển cái nghề này lên, chứ nó không có còn nhỏ lẻ như bây giờ, là cứ mỗi người tự làm và mỗi người tự đưa ra một cái giá, nó không có nhất định, và cứ phân biệt là hàng cao cấp và hàng hơn. Cứ người làm mắc tiền thì gọi là hàng cao cấp, và cái người làm mà rẻ tiền mà người ta bán số lượng nhiều thì là hàng thấp hơn. Nhưng mà muốn một cái giá đồng nhất, và cái có thể là phát triển được cái ngành này đồng đều nhất. Tên đầy đủ gì vậy? Mình tên đầy đủ là Trần Thị Tường Vui. Cái gì chị? Tất cả các hoa ở đây mình đều làm từ đất sét. Cái màu này là xíu chị có sơn lại không, phải như nào? Cái màu này thì phải sơn lại. Sơn lại đúng không? Đúng rồi. Tại vì nếu mà không sơn thì nó sẽ
đoạn mà mình lắp ráp lại cái này chị khoảng bao nhiêu thời gian chị nhỉ? Thường cái công đoạn mà làm một cái bonsai như vậy á mất khoảng tầm hơn một ngày. Tắt tần tật thì để được một cây như vậy thì khoảng bao lâu thời gian thì nếu mà thường và nếu mà làm một công đoạn mà tất tật tật cái này á, thì nó cần lâu lắm. Một cây bonsai sứ là nó cần những chi tiết nhỏ, nụ lá thì nó khoảng tầm á, hả tới 3-4 ngày lận. Thì cái nguyên liệu để mình làm ra cái sản phẩm này là cái gì chị? Cái nguyên liệu làm ra cái sản phẩm này á chủ yếu hoàn toàn là và nó đặc biệt một cái là sử dụng hoàn toàn bằng đất sét Việt Nam. Đất sét đây là mình mua ở thị trường hay là sao? Đất sét này thì bên mình có xưởng, có nơi cung cấp sỉ thì nó là bên mình là có bạn mình sản xuất ra đất sét này, là mình là người cung cấp, bạn mình là người làm. Cái cây to này là cũng là mình làm bằng đất sét luôn phải không chị? Chị, cái trái này cũng làm bằng đất sét phải không chị? Cái trái đó bằng đất sét luôn. Cái này là gọi là cây bonsai phải không? Cái này là bonsai bò cặp vàng. Bonsai bò cặp vàng. Khi mà nó nhập về Việt Nam nó là Osaka. Cây bò cặp vàng. Thị trường bây giờ nó có nhiều cái hoa nước ngoài, người ta có như là cây bò cặp vàng. Dạ. Tại vì nó đổ người ta nó là hoa nữ hoàng. Hoa nữ hoàng. Giá cái thị trường của cái cây hoa nữ hoàng hay là còn gọi là cây bonsai như vậy thì giá đó theo chị bán giá thị trường là bao nhiêu chị? Thì dao động từ 18-20 triệu, nếu là từ nơi mình người thợ làm ra. Đây cái cây trị giá 18-20 triệu thì theo cái mức mọi người làm ra. Cái màu sắc thì đúng với mình, ví dụ em đặt một cây mai như vậy thì có thể làm được cây mai mà bằng đất sét không chị? Cái hoa mai ấy chị? Cây hoa mai nếu mà chỉ cần đúng giá thế như thế nào thì mình làm ra hoàn toàn hết theo ý của khách. Thì trong thế bonsai thì mình mê bonsai lắm, thì mình có thể để làm ra những cái thế về giống như dân chơi bonsai là thế phụ tử, thế mộng tử, thế quân tử, thế thác đổ, thì mình có nghiên cứu vài thế thì chỉ cần khách hàng muốn cái giống như là khách hàng muốn ý tưởng, khách hàng muốn tặng ai, tặng nhu cầu cho thế nào, chỉ cần nói mình thì mình sẽ lên ý tưởng và làm cho khách. Đây là hoa gì chị nhờ? Cũng xinh quá trời luôn. Hoa này là hoa dùng cắt tay để bó hoa cưới. Thì nó sẽ tô điểm, giống như là khi mình cắm một cái chậu hoa hồng hay là hoa cưới thì nó sẽ cần những cái hoa đệm. Thì mình sẽ làm những cái hoa này để nó chỉ là một cái hoa để đệm tôn lên những cái vẻ đẹp của cái hoa chính của mình. Tất cả những cái hoa này thì cũng làm bằng đất sét hết phải không chị? Tất cả hoa đều làm bằng đất sét. Khi mà nó nhỏ như vậy thì mình nặng như thế nào ta? Khi mà nó nhỏ vậy thì mình cắt tay, vì nó có những hoa nhỏ hơn nè. Đây là hoa này, như này cũng nhỏ nè, mình cắt tay. Cắt tay. Khi mà dùng khuôn nó sẽ không có mềm mại, tại nhanh đất tính chất đất là khi ra ngoài nó sẽ khô, thì mình sẽ cắt tay để mình tạo dáng cho nó đẹp, nó mỏng manh hơn. Đây là cái thân. Cái thân này là coi như là đã hoàn thiện được một cái lớp bức ban đầu. Là cái lớp da đã áo bên ngoài bằng lớp đất. Bắt đầu mình khi mà lên dáng cái cây á thì nó sẽ cần, trong đây nó cần hoa thì mình đã làm lá. Đây là lá sứ. Lá sứ á thì mình phải xe từng cọng kẽm. Ví dụ như là bên cạnh là mình làm cái lá hay làm cái gì, mình phải có cái kẽm bên trong á chị, để cho giữ vững cái cây phải không chị? Đúng rồi, nó giữ vững cái lá và mình có thể điều chỉnh được cái lá. Thì những cái lá đó thì tùy loại lá, những có loại lá thì nó cần cái sóng giữa thì mình sẽ bóp cái đất sét vô.
để tạo hiệu ứng. Và cái lá sứ này thường thường nếu mà để ý bên ngoài á, thì cái xương sống của lá sứ nó sẽ nhạt và nó rất là non. Thì mình tạo dáng, mình xem xong mình tạo dáng như vậy. Ôi, cây này chị đang làm là cây hoa sứ hả? Đây là sứ bonsai, sứ Thái Lan. À, sứ bonsai. Đây là nụ này. Thì nụ á, thường thường mình phải làm theo tốc độ. Tốc độ đây là nụ nhỏ này. À, nụ nhỏ xíu này. À, và cái nụ lớn hơn. À, nếu một cây hoa mình phải chú trọng về cái tạo hình của nó và cái độ tự nhiên của nó, thì sẽ nặng từ nhỏ tới to và nó phải có các cấp độ là từ xanh non tới cái màu thật của nó. Thì đây là cái nụ của nó khi mà mình làm nên á, thì nó hoàn toàn á là bằng đất. Thì khi mà mình làm tất cả, thì khi mình làm á, một bông hoa đẹp á, thì nó cần phải tô đẹp, nó như một người phụ nữ vậy á, là mình muốn nó đẹp thì mình phải tô nó lên nó mới là đẹp. Khi mà mình làm thì mình sẽ làm những cái khoảng xung quanh. Đây là cái đài của cái hoa, thì tất cả đều làm bằng đất sứ hết. Chị đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Chị đã bao nhiêu năm kinh nghiệm làm cái này rồi chị nhỉ? À, mình làm từ năm 2010. Là được 9 năm rồi. Yeah. 9 năm. Trước 2010. Trước 2010, dạ. Yeah. Có một thời gian, có một công đoạn mình nghỉ để mình có việc riêng á. Yeah. Thì năm 2009, bắt đầu tới năm 2010 thì mình chuyên sâu. Tất cả làm đất sét. Cái ý tưởng nào mà chị có thể nghĩ ra làm mà đặc sắc bằng cái loài này, chị có đi học ở đâu không chị, hay là chị có nghiên cứu như thế nào để ra cái này chị nhờ? Khi mà hồi đó mình làm công việc khác, nói chung là về những công việc cũng có thể là nói về thủ công, thì có một lần vô tình mình coi trên thời sự á, có chiếu về một cái phóng sự làm hoa đất. Mà cái phóng sự đó về hoa đất á, cái người nghệ nhân đó thật lâu lắm rồi mình cũng không nhớ ra, mà thật sự lúc mà nhìn hoa đất á, mình không nghĩ là nó là có thể từ cục bột. Mình nghĩ nó giống như là một cái bộ môn nặng từ tò he á. Tại vì mình đã biết về cái tò he nặng tạo hình, thì mình cứ nghĩ nó là tò he. Nhưng mà khi mà thấy những cái dụng cụ cá, một cái đất bỏng ra, và khi mà tô lên nó cuốn hút mình, nó cuốn hút mình đến nỗi mà mình có thể là bỏ luôn công việc lúc đó mình đang đang tạo dựng. Yeah. Và lúc đó thời điểm đó mình cũng khởi nghiệp và mình cũng có mở tiệm. Thì mình bỏ luôn công việc để mình đi theo cái đam mê này. Nó có một cái sức hút kỳ lạ đối với mình. Đẹp ha, khéo tay lắm chị. Cái thời điểm mà mình bắt đầu làm á, thì mình đi học nghề. Cái lúc đó thì bây giờ thời điểm này các bạn thấy á, thì nó đã không có tìm cái hoa đất trên Google hay đâu, các bạn thấy cũng không có nhiều người làm. Cái thời điểm bắt đầu mình học cũng không bao giờ. Yeah.
một cây như vậy là chị bó khoảng bao lâu chị nhỉ? Tại vì như các bạn thôi, chứ còn nếu mà bó thì nó sẽ không lâu. Cái đó là mình tạo phân.